Cái này nào kiểu ngày xưa nè. Bây giờ là nào bằng máy không à. Hey, xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là mùng 2 Tết. Em sẽ quay cảnh ở nhà làm bánh tét cho bà con mình xem chơi cho vui nha, cho có không khí Tết ở nhà. Với lại thấy cảnh miền Tây có gì khác biệt với Sài Gòn ha. Đây là cái vườn mai. Mai vàng, vàng nở quá trời nở. Hay loại mai năm cánh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu xem làm bánh tét nha. Cứ hứa cho nó có dấu hay gì mà. Nước đang hồi mình dắt uống cũng được, để lại dắt cũng được. Hồi mình dắt cái cái dừa không? Được. Cái vỏ dừa thì làm củi. Cái này bỏ cho một tầng đồ. Cái này tầng đồ. Cái này ta bán nước lắm. Bán sợi dừa hả? Sợi dừa có xài để bán. Cái này nào kiểu ngày xưa nè. Bây giờ là nào bằng máy không à. Để vô cái motor cái quay xong hết trơn. Bà quán nhuyễn. Em để đều á. Đừng có kéo ra như vậy, kéo ra vậy hồi cái nó văng vô mặt. Bào hết 4 miếng này xùi tay. Rồi để anh làm cho. Làm gì? Cái máy em đó. Đang chi? Trời đang ở đây biết làm tấm em làm dâu chứ anh. Máy người ta đưa về ghé xong mình dơ lắm. Bào bào phạm không? Máy nó bào phạm vô cái vỏ. Ủa phạm một hai nữa cái này nè không có gọt như vậy để râu ria như nãy vậy đó. Nó không vệ sinh đâu. Rồi cho nó không bị trơn, ta dễ mới nắm nạo được. Còn như vậy người ta nạo không trơn, người ta nạo khó lắm. Nhưng mình ít có mấy trái. Còn mình nhà mình nạo. Cái lá dứa này họ làm gì mà? Mai cho nó có màu xanh đó hả? Ở lá dứa này nhà mình trồng hay mua mà? Má trồng. Nhà trồng đủ thứ, gì cũng có. À, bây giờ mình bào lá dứa cho nó có màu xanh nè. Mai là mai. Thay vì mài thì mình sai á hả? Đâm, má nó đâm. Đập cho nó dập hả? Ừ, nhưng mà mài nó không có văng. Rồi dắt nước trộn chung với nếp hả? Dạ. Lá dứa này trộn với cái dừa mới bào nãy không à? Ừ. Giờ mình dắt, ra cái nước màu xanh. Có ngưới nước vô không? Lấy cái nước dừa mà, lấy nước dừa bỏ. Đây, đây,
tan để dắt hết vậy. Đầu mới để đầu. Nghe mùi thơm. Ít mau lên. Dắt bằng cái giấy mùng thôi mà. Giấy the. Giấy the à? Họ kêu là giấy the mà. The là sao? Nó the the à? Nó phải giấy giấy để làm phòng the. Giấy lược nó phải. Giấy mùng tới giấy mùng nói giấy the làm sao của mẹ cũng biết ý nói sao nữa. Nó mỏng, nó mỏng. Nó dễ the chó hay mà nó dễ mùng à. Để anh ta gướm anh ta lượt lên này bỏ hả? Không có dắt lại nước hai vài nước cho nó dắt hai nước hả? Cho nước dừa nó ra cho hết nghe mùi thơm á. Hồi lấy nước đó xào với nếp hả? Ở ngoài người ta làm lẹ, người ta đổ màu vô cái này xong rồi. Ừ, màu, người ta làm màu đó. Mình làm màu mình. Rồi họ dắt thêm một nước nữa. Thơm. Chất lượng luôn á má. Để con một bên. Để con bên đó. Ừ. À, trong khi chờ đợi mẹ dắt nước cốt thì mình ra đây cho cô chú anh chị mình xem cái chậu đất mà để cái hột cải rồi nó lên xanh tươi thế này nè, nó nhìn rất là đẹp mà sạch nữa, không có ở dưới thấp nữa trên cao nên mình ăn mình hái trực tiếp ăn luôn, rất là dễ lên. Nó cái cây này là cây loại lớn rồi nè, nó lên nó có cái bông thế này nè, nó mình chừa lại cây này, mình chừa lại để cho bữa mình làm giống đó. Nó lên cao xong cái mình lấy cái hạt nó rải lại rồi nó sẽ lên lại ha, nó lên cao như cây này nè, từ một cây này thôi mà nó lên một chậu đó nè, hay là cái hạt của nó nhìn rất là đơn sơ mộc mạc bình dị, tự cung tự cấp. À, ở vùng quê là như vậy. Bên đây là cái nhà kho. Nhìn ra đường nè. Có mấy cây kiển. Bên đây cũng là một cái nhà kho luôn. Hai cái kho hai bên. Một bên phân, một bên thức ăn. Rồi chính giữa thì nhà ở. Bên đây có cây mận. Nhưng mà mận mùa này không có trái, mới có bông nè. Mọi năm thì có trái nhưng mà năm nay mới có bông, chưa có trái. Nhìn rất là mát ha. Rồi mình vô xem tiếp coi mày làm tới đâu rồi ha. Mày nước cốt dắt không giờ mình làm gì mà? Giờ dắt đi về nếp đi, nước sôi rồi để nếp vô, để mày vô nếp. À đợi nó sôi lên rồi để nếp vô hả? Mình xào chung đó hả? À, nhìn màu rất là đẹp à. Màu tự nhiên của lá dứa. Rồi cái này nó sôi nè, nó sôi lên. Nó xong cái mình nó sạch sệt nên nó cái mình để nếp vô. Rồi mình xào lên tiếp cho nó sạch sệt tiếp ra nhựa nó. Nhựa của nếp. Để mình gói cái đồng bánh tét thôi, bở ra dễ cột dây hay chứ gì hết. Cái mùi thơm quá.
giờ nếp cái nước cốt nó sạch sạch rồi mình để nếp vô. Để muối chưa? Rồi. Cái nếp nó trộn muối chưa? Cũng có, để muối vô. Vô cái nước hồi nãy đó. Còn bánh trưng thì muối trộn với nếp. Nào ơi, tại bánh trưng đâu có làm nước vậy. Cái này làm khô cũng trộn nếp vậy. Nhưng mình xào cho nó cạn nước hả? Xào cho cạn nước. Dễ, nó béo. Nó dễ gói mà nó mau chín nữa. À. Nó khô nó lâu chín hơn. Chị đi ta? À, chị đi coi bói. Đi coi bói mà. Ở đâu? Ở quận 7 á. Lại nhiều. Cái vợ đẹp nó quay hoài. Phải quay lá chuối. Lá chuối sạch chưa? Rồi. Lau kỹ nha, lau dơ là ăn dơ. Anh ăn cái này anh. Mấy cái dơ sợ ăn. Em ôm thau lá dứa sáng tới chiều luôn. Má làm ơn, má lấy một con cái kia tâm. Đây tới giai đoạn lau lá chuối. Lấy lá thôi nha, đừng lấy người. Cái này lá rách sẵn nha, không phải làm rách nha. Lá này là mình phơi cho nó dẻo dẻo rồi mình mới lau không mày. Này mình nấu đậu không à? Để miếng muối vô nữa hả? Đậu xanh lột vỏ. Đậu xanh không có vỏ. Nấu cho nở ra hồi làm nhân á hả? Làm chuối hồi nay không có chuối. Nấu cái chuối. Này gói đậu không thôi. Đậu nãy mình nấu nó nở ra hả mà. Bây giờ mới làm gì? Giờ nhắc nhân đó kiểu mà. Nhắc cục cục hả? Ừ, không có cục mà làm dài. Giòn tròn hả? Ừ, còn dài dài. Như đồ mắm tép vậy. Ủa không có để mỡ hả mà? Không có mỡ. Có mà mình không có đi chợ để mua. Giờ mình không có để mỡ để thịt gì hết. Có thịt. Để thịt hả? Thịt con cục thịt kia trường mà nó mỡ. Mà không đi đậu nhiều á. Nhưng có khỏi để mỡ. Cái màu vàng vàng đẹp á. Đậu này không vỏ nó vàng. Mình làm thanh tròn tròn trước rồi hồi. Ừ, hồi cái để cuộn nếp vô sao? Nếp vô, hồi để vô giữa cuộn nếp á. Thấy giờ đều không? Ừ. Nó vậy là được một cái đòn rồi đó. À, một cái là một đòn nha. Mình làm mình ăn ngon chứ người ta làm không phải một mình, người ta làm mình ôm đóng lá chuối này thì tới chiều luôn. Đâu có hết xong rồi người ta ít mà xào như lá chuối ngoài vườn luôn. Đây nhà lá vườn như vậy này lá mắc lắm á. Bà kia có bán đâu có 1 ký là với anh 2 cái bắp chuối. Mình có này cũng đỡ luôn.
Người ta không qua vườn mà người ta không có lá chuối, người ta phải đi mua. Không, không có, người ta mua, người ta bán cho mấy người bên chợ. À. Vậy mình đây mình đem bán cho người ta. Mình đây có giờ người ta cũng mua không hả? À. Người ta đâu có lá, người ta tự nhiên hết tên rồi. À, giờ ta phá vườn tự nhiên. Ờ, người ta làm tự nhiên hết tên, đâu còn lá. Giờ mình độc quyền. Không có, mình cũng không có nữa. Cái này mà mấy cây này nhà chừa nè. Ta chừa để ta lấy lá nè. Đâu có chuối. Ừ, có chuối. Chuối nhà mình ngon. Ừ, có còn kìa chứ đâu có. Đâu có phá hết chừa. Chuối nhà mình ngon chứ mà chợ đồng á, bữa má mua chuối cao, đồng nó ăn cũng ngon. Ừ. Còn chứ. Rồi, được 2 đòn. Ừ, 2 đòn. À, nếp nó cạn nước là nó cũng hơi nở nở thôi mà. Nở nở. Tối nay cả nhà YouTube coi nha, con sẽ live stream. Giờ cả nhà YouTube coi. Mấy bữa em nhậu có nhiên nữa. Tới thêm người nữa à. Mình múc nếp ra cái lá không? Cuộn rồi. À, nó dẻo, nó tròn rồi. Ừ. Dẻo, nó dính lại. Dính lại cho mình. Rồi này lấy cái chai này đổ cho nó nè. Ừ. Chai đổ vô chi rồi sao mình lấy ra. Thành. Lấy cái đồ làm chả lụa bên ta có cái ống để bút quá. Thôi đâu sáng giờ mới dẹp luôn. Trời ơi, nãy cái này có em trước đâu. Cái gì? Nếp nó sạch sạch chứ không? Cô nghệ nhân là nghệ nhân. Nghệ nhân có bánh tét. Một người làm mà chục người coi. Ủa em ăn bánh tét chà cuốn gì chưa? Chà cuốn. Dạ chà cuốn vậy. Đi gian về mình nó tăng sắc. Bởi bởi bằng bắp chuối à. Ủa thôi à. Thì ở đó là đo luôn á. Thấy trên mạng nó bán cũng mất không? Mà vậy là chị chưa ăn mà có nó có chuối muối nữa. Tăng sắc. Mua bẩm dở về tới đây mình đó. Mua bình đó gửi về tới đây mình. Không có tét để lâu được mà. Mà nó gói sẵn là lâu rồi, thì gửi đi. Người ta để mà không có bán được. Ta để lâu hư lắm á, người ta là. Cái này có muối có nếp đâu giờ hư. Với lá sạch đó. Vớt ra mình phải nha. Để nó nước mình có. Ủa mấy lớp lá mà? Ba. Ba lớp. Chừng thì 4 lớp. Chừng thì 4 lá. Bốn lá dòng để bốn góc. Bánh chưng phải từng khuôn này đâu cần khuôn đâu. À, cái nhồi gốc nhồi cái này sao lại biết nhồi trời. Ủa vậy là cũng đã từng làm một lần rồi nha. Này lấy vậy túm hai đầu cái này xong. Ờ, cổ bị cục kẹo cho nó rồi. Người ta làm cái kiểu người ta cũng hay lắm. Người chỗ đó sao cục? Gấn đầu, nêm. À, lấy lá bọc lại. Ngoài đi chạy chạy. Để đại đi, họ không. Này gặp này đi lấy cọng thun đi cột. Cũng được. Con, anh quay mà anh nhiều mà con hoài à. Người ta cột bằng thun cũng được chứ gì. Cột thun. Cột thun người ta cột thun không chứ ta mà cột thun. Lá ngõ một cái rồi. Đó, thấy đi. Nhà xích đó, lấy cái mâm, lại lấy cái mâm đó. Rồi, cả rồi. Vậy đúng không? Để vậy.
đâu lại. Đâu sống lại. Không sống lại. Đâu sống lại. Còn lớp lá nữa để giữa hả? À? Miếng lá kia đẹp đẹp, cái miếng bự nó lành nó đựng lấy từ đó miếng đó được đập ngoài này để mình rau lại khác về cái thằng anh gói là gói bề sống hả? Gói bề dưới chứ không phải gói bề sống bỏ vô chứ là vậy nó bề sống rồi. Vậy nè. Đó, vậy á. Không biết cuộn bề nào nữa. Đi làm à. Có làm đâu. Làm đâu con làm đâu. Đó con làm nhà đó. À con lấy cái muỗng nè. Đó. Năm đầu tiên làm dâu á, về 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 ăn Tết đó. Con gói được cái. Muỗng nào cũng cần đó. Để khô là bánh chưng. Ở đây em làm à. Bánh chưng. Bây giờ làm bánh chưng chẳng lẽ. Bánh chưng sao? Ở đây em làm à. Bánh chưng lá hối xào. Này bánh chưng đỏ hình vuông. Không cần phải cuộn cuộn cột cột. Bánh chưng là có khuôn sẵn rồi, còn cái này không có khuôn. Sáng cho nó đều cái bột cái nhẹ thôi cái nhiều rồi kỹ thuật dữ cỏ gì đó em gói xong cái này em dành cho anh em tặng này gói cho có không khí chơi vui thôi chứ thì làm cho vui chứ để ba bữa Tết này là để rồi thì ba bữa Tết này có đây cái gì đâu Tết thì có mấy ngày này nó làm vui thì nhờ ba bữa Tết này làm con được tính vậy làm chơi mẹ hình như con ít nó có làm sao á đủ rồi ủa tại nãy gì con đè xuống một chút nữa. Cột hình chữ thập không à? Đậu nem. Hả? Đậu nem. Bánh đậu, đậu nem. Hôm nay cái dẻ lá chuối này cũng chắc ha. Còn bánh chưng là gì gì ta? Dì tre, lạc tre. Không có, gì gì cũng được các bạn á. Tại vì ở chợ người ta đâu có dây này, người ta phải mua, người ta phải đặt đặt nhà như mẹ vậy nè, người ta chặt sẵn á đem ra bán cho. Còn gói đòn cũng lâu dữ á, đòn gói có 10 phút. Người ta làm lẻ ha, ba mẹ ít làm thì mẹ nó chậm chứ người ta làm cũng lẻ. Người ta làm bán. Làm lẻ chứ làm lâu như mình lấy gì ăn công hao chứ. Chưa lấy cái muỗng á. Rồi vậy lấy cái muỗng này nè, đẩy nhưng lại ừ. Anh thấy nãy để đậu trước á, rồi nãy múc nếp vô đi đắp lên cuộn. Ừ. Này ở đây là sáng nay vô chợ là 20.000 đây không còn được chưa? Dạ nói lộn quá rồi. Là. Cái để đi nè lấy. Lột đầu rồi. Lộn mặt rồi. Ừ. Ừ giờ lấy cái này ra, lấy trong trong ra thôi. Cái này ra lật rồi kia lấy. Ừ. Này chứ tao thấy lạ lạ. Đó. Để vậy đúng không? Ừ đó vậy đó.
Thì mình gói đi rồi để dành đem về trả năng. Về luôn chứ. Có cho ai đâu. Mấy gì mấy đòn chị hai? Chưa, cá chưa xong. Mẹ quay đi. Được cái đòn gánh. Xong rồi. Xong một đòn này, để chị hai này mấy đòn, chị hai, cái này, để gì mẹ đùm chứ, con đùm được đâu, nó vô nước á, bị nông nước cái nó, gã ra luôn. Đưa giống đồng nước vậy. Bốn giữa, bốn giữa. Còn mấy lấy kiếm thun mà nịt. Thằng thun nè, mất, đẹp khó đẹp. Nịt cho lại chứ. Còn cộng cộng luôn. Chặt quá nó còn nở nữa. Ừ, cột chặt á, nó nở nó. Ồ, mình nấu mấy tiếng mà. Tới tối luôn á chứ cho nó mềm, cho nó nhiều nhiều. Sao anh biết nó mềm không mềm? Chị canh mấy tiếng rồi, 4 tiếng. 4 tiếng. Mình vớt ăn thử hả? Ừ, vớt ăn thử. Rồi sống em bỏ vô lại. Không có. Thèm nồi nấu. 4 tiếng là nó chín rồi. Lột ra xong nó chín rồi. Không có, nó chín rồi nhưng mà mình thấy nó nhừ hay không nhừ á, mình để chút nữa. Nè. Trời đẹp vậy. Mẹ con cái này mày làm luôn đi. Đưa đây. Thử đi. Mày gói cho. Để mày gói nha. Này một người gói 10 người phụ. Đẹp ha. Anh chụp cái anh. Nóng nước. Nóng nước. À, bây giờ tới màn luộc bánh. Giờ mình luộc mấy tiếng mà? 4 tiếng hả? Bây giờ là 5 giờ luộc tới 9 giờ đêm. Nãy là được 12 cái mà. Để lá dứa bên trong nữa hả? À, cho nó thơm hả? Lá mụ dưới nữa. Trong có bánh chưng thì lá dong. Lá dong đậy chùm lên hết. Còn cái này dứa cho nó thơm. À. Rồi lá mù u thì cho nó mau nhừ. Lá mù u nữa hả? Rồi giờ đợi tới 9 giờ đêm. Này, cây này là cây mù u nè. Không có trái mù u. Cây này mũ dữ lắm. Cái trái mù rất là nhiều mũ. Này gần nhà luôn, trong nhà mình luôn hả mà.